Hi. Chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình ứng viên tàu lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là thánh địa Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo đầu dò 22 tự do các bạn. Đi trước màn hình ống kính của Lâm là cặp của Gơ Tây Hoàng Di, đối đầu bên kia là Bộ Đội và Dương Châu. Kèo này là kèo đua, kèo chiến đấu nha các bạn. 1-0 như vậy cho Hoàng Di. Không hiểu điều gì xảy ra. Một buổi chiều Hoàng Di có vẻ không cảm giác lắm các bạn ơi. Một đều. Hai thằng này bữa nay chịu đến chào chào sao rồi. Hoàng Di với thằng ấy nè. Quá hay cho Bộ Đội. Thật sự quá lợi hại cho Bộ Đội cái ngực. Theo như Đại Lâm nhận định, kèo này bên Bộ Đội trái phải của Hoa Dương Châu. Nhưng thật sự Bộ Đội phập phù nhiều lúc các bạn. Đang vô hàng và vô hàng. Đang vô hàng các bạn ơi. Còn hôm nay là ông vua kỳ và ông vua binh khí, các loại binh khí Long kỳ và quyền hợp phòng cùng mã cho các bạn kế bên. Vô hàng. Hai một. Quá hay cho Bộ Đội. Một buổi chiều Bộ Đội phong độ ghê quá. Quá hay cho Hoàng Di. Hoàng Di đã trở lại sở trường số 4 của mình. Thật sự quá nguy hiểm. Hai đều. Cái chân của Bộ Đội quá ghê. Hoàng Di đã thật sự cảm giác trở lại rồi. Trời, cái đầu quá ghê, cái ngực của Bộ Đội. Bộ Đội quá ghê. Bộ Đội sung lên thứ gì chịu nổi Bộ Đội ơi. Các bạn thấy Bộ Đội như thế nào? Sung lên thì thứ gì chịu nổi. Ba hai. Bộ Đội quá sung rồi các bạn ơi. Hết chết Bộ Đội rồi. Ối cơm. Đẹp. Chạy hay quá. Ba đều. Quá đẹp. Quá hay cho cái giò của Gơ Tây. Quá ghê. Bộ Đội lên lưới thật sự đáng sợ. 4-3. Ông đánh đẹp như rùa. Cái lúc dở lắm. 4-3. Mình kia nó kêu bên ai đá 8. Bên kia là bên này đá. Đi. Đi. Bốn đều. Chia tôi cho mọi gói đấy. Chia tôi với nào.
54. Bộ đội quá ghê các bạn ơi, buổi chiều bộ đội xung thứ gì nội. Thật sự một buổi chiều Hoàng Duy có vấn đề rồi các bạn ơi. Thể lực phong độ như thế nào sau ngày mùng 8 tháng 3, hôm nay là 9 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 hại rất nhiều anh em các bạn. Đang vô hàng và vô hàng mời. Sao đâu? Trận đấu này rất gay cấn các bạn ơi. Hình như tôi thấy ba đĩa đang cắn ớt và cắn ớt. Quá hay, quá hay. Chơi bài này quá hay cho hai bên. Quá hay, quá hay. Thật sự một cái bài này quá ghê và quá ghê. Quá ghê, gơ tay bò chèm bẹp luôn rồi các bạn ơi. Quá ghê. Thật sự bóng rồi quá hay cho hai bên. Bảy sáu. Rồi quá hay cái giò bộ đội quá hay. Đáng tiếc cho Dương Châu. Một pha quá đơn giản đá bóng ra ngoài. Bảy đều. Hàng sáu quá sung các bạn ơi. Với sự hiện diện của quyền thoại ba đĩa. 8-7 rồi Sơn. Tám bảy. Quá ghê cho bộ đội. Thật sự cái đường sở trường của bộ đội là cái góc trường chữ A. Quá ghê. Bộ đội gõ cho anh đi cực nhanh. Tám đều. Tợ thêm. Năm gói nữa không? Năm gói nha. Tám đều. Không biết điều gì đang xảy ra. Trinh Tam nghe về cho Dương Châu. Quá hay. Bộ đội nói quả đó đã mạnh một tí lên rồi. Lên nóc nhà. Đã mạnh là lên nóc nhà. Chín đều. Lại là những cú quen thuộc của bộ đội cái giò quá ghê. Còn bộ đội quá hay. Cái giò bộ đội đó ngoài gốc me rồi. Bộ đội xém đá một cái Long Hoàng qua quen Hải Phòng bay luôn rồi. Bữa nay có nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Bình, áo trắng quần jean,
là một bộ ảnh kỷ niệm cho Gò Xoài các bạn. Ngồi kế Mã Cha So, Long Hoàng và Quyền Hải Phòng. Một pha nỗ lực cứu bóng của đội không thành công. Một chết. Mười một chết. Gió quá các bạn, đánh đầu giò rất thật sự rất khó chịu các bạn. Quá hay chân gì. Gió quá sân bên này, quá gió các bạn ơi. Quá hay cho Hoàng Di. Thật sự quá hay. Lại là cái gần cô đội. Quá ghê cái gần cô đội, thật sự quá ghê gom. Quá hay cho bạn ơi. Rồi trễ vậy. Trễ vậy. Một, không một. Không một. Thì là nhóm của anh em Hải Phòng. Không một. 10-11. Bộ đội phát bóng mang đi trực tiếp 11 đều. Đâu sao? Tâm lại được không? 11 đều. Quá cho bộ đội cái giò. Lại là bộ đội quá cẩu thả phá bóng cho rồi. Quá đáng tiếc cho bộ đội phá bóng cho rồi. 12-11. Quá hay cho bộ đội một pha phản công. Bước một quá ghê. Quá hay. Được chưa? Chỉ có cái chân của bộ đội như thế này mà đang cãi nhau nha các bạn. Đây, chỉ có cái chân bộ này. Rồi, chân trong chân ngoài hợp lại rồi. Tại vì căng thẳng quá, kèo cuộc đua. Cuộc đua cho nên quá gầy cân. Hello. 12 đều. Quá hay. Pha bóng quá hay. Quá hay còn. Bộ đội làm gì đây? Đang chết cho bộ đội. Quá hay. Pha bóng gì rồi của hai bên. Thật sự quá hay. 13-12, bóng ngoài đáng tiếc các bạn ơi, thật sự ba bóng quá hay. Rồi,
13, 12. Nghiêng về cho Gơ Tây và Hoàng Duy. Thật sự bộ đội quá hay. Một bộ chèo phong độ bộ đội không thể nào chơi được. Bộ đội cây cho bành đi như đạn băng các bạn ơi. 13 đều. Hừ. Trời quá may mắn. Trời bộ đội hay. Quá hay. Trời ơi, đáng tiếc cho Gơ Tây. Quá hay. Cơ hội là đây. Quá hay. Chết. Pha bành này quá hay các bạn ơi, bên nào cũng hay. Ăn thua. Quá hay. Quá hay. Thật sự một cái bành đúng ngay. Nhiều pha không thể tưởng tượng được. Quá hay và quá hay. 14-13. Quá hay các bạn ơi. Thật sự một bộ chèo quá hay. Quá hấp dẫn. Rồi được rồi. Hay rồi, hay rồi. Quá hay. Cái này phải bộ hàng 6. Quá hay. Đây là nhóm của Long Hoàng. Hoàng Long Quyền. Bộ đội thật sự bữa nay quá phong độ các bạn ơi, quá ghê. Trận đấu nghẹt thở, nín thở. Còn trái nữa đúng không? 15 tới. 14-13. Thật sự nín thở nha các bạn. Ra tâm lý các bạn ơi. Quá tâm lý chết banh này các bạn ơi. Chết banh này đua nha, mà bạn đua nha, kèo đua mà. Hồi hộp. Lại giành nhau chưa sao. Quá hấp dẫn. Ăn đi. Quá hay cho bộ đội. Mười bốn đều. Mười bốn đều. Thật sự một kèo banh. Đúng là kèo đua. Quá hay. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Thật sự. Cuộc chiến đang rất cam go. Quả cuối cùng các bạn. Mười bốn đều. Đang rất hồi hộp các bạn ơi. Thật sự một set bóng này quá gay cấn, quá hay. Không thể tin được. Bốn cái hả? Trời ơi, càng ngày càng vô quảng cáo nữa.
đứng tiền. Hấp dẫn cho bàn trái cuối cùng bạn. Hư làm gì đây, bộ đội làm gì đây? Quá hay cho bộ đội. Hồi hộp. Quá hay. Xin chúc mừng Hoàng Duy. Ninh thở hồi hộp cho mình. 15-14 thật sự quá hay. Quá hay và quá hay. Nói từ không còn nói điều gì nữa. Một chấp anh quá hay cho hai bên. Quá tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.